Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vừa bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 2, bài số 1, đặc tính đồ tính. 36 ta trừ cho 18 6 trừ 8 được có lấy 16, 16 trừ 8 còn 8. Còn 8 ta trả 1. Trả 1. 1 cộng với 1 nhớ là 2, 3 trừ 2 còn lại là còn 1. 52 ta trừ cho 34. 2 trừ 4 được ta lấy 12, ta trừ 4 còn 8. 8 là trả 1, 3 còn 1 còn 4, 5 trừ 4 còn 1. 80 ta trừ cho 37. 0 ta trừ cho 7 được ta lấy 10 trừ 7 còn 3, 3 trả 1, 3 1 còn 4, 8 trừ 4 còn lại là 4. Bảy mươi ta trừ cho 52, không ta trừ 2 được ta lấy 10, 10 trừ 2 là còn lại là 8, 8 là trả 1, 5 còn 1 còn 6, 7 trừ 6 còn 1. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Quan sát hình dưới đây. Rồi. Trong này có phép tính trong này. Đây là hình vuông, hình chữ nhật, này là hình tròn, này là hình tam giác. Tô màu vào các hình ghi phép tính đúng, như vậy chúng ta phải kiểm tra, chúng ta xem cái nào đúng, cái nào sai. 30 ta trừ cho 6 là bằng là 10 ta trừ cho 6 bằng 4, 4 trả 1, 24, cái này là đúng nè. 41 ta trừ cho 9, 1 ta trừ 9 không được, ta lấy 10, 11. 11 trừ 9 còn 2, 2 ta trả 1, 4 trừ 1 còn lại là 3. 32 chứ đây là 22 là sai. 60 ta trừ cho 12. 0 ta trừ 2 được ta lấy 10, 10 trừ 2 còn 8, 8 ta trả 1, 1 1 2, 6 trừ 2 còn lại 4, này đúng. 75 ta trừ cho 72 ta trừ cho 15, 2 ta trừ 5 được ta lấy 12, 12 trừ 5 còn lại là 7, 7 trả 1. 1 1 2, 7 trừ 2 nhà còn 5, vậy này là sai nè. Như vậy thì tô màu vào phép tính đúng. Như vậy thì cái này đúng nè. Bây giờ cái này chúng ta đúng là chúng ta sẽ tô. Cái này nữa. Rồi, 2. Câu B, viết tiếp vào chỗ chấm cho tích hợp theo mẫu. Các hình ghi phép tính đúng là hình vuông. Rồi, hình tròn. Hình vuông người ta đã ghi rồi. Rồi tiếp theo là hình tròn. Và có hai hình. Rồi. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Trong bánh xe có 40 ô tô, lúc sau có 16 ô tô rời bánh. Rời bánh thì chúng ta trừ ra. Hỏi trong bánh xe còn lại là bao nhiêu ô tô? Ta lấy 40 ta trừ cho 16. Số ô tô trong bánh còn lại là số ô tô trong bánh còn lại là ta lấy 40 ta trừ cho 16 bằng 0 ta trừ 6 được, ta lấy 10 trừ 6 bằng 4, 4 trả 1 còn lại là 24 ô tô. Đáp số 24 ô tô. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4, điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Câu A, 42 ta trừ cho 15. Bên này là 20 ta cộng cho 10 là bằng 30. 42 ta trừ cho 15, 2 ta trừ 5 được ta lấy 12 ta trừ 5 cùng 7. 7 là trả 1. 1 1 2 4 là trừ 2 còn là 2, 27. Bên này 30, nhà 27 bé hơn 30.
Vậy là 20 ta cộng 30 vậy là bằng là 50. Bên này là 70 ta trừ cho 26. À, 0 ta trừ 6 được, ta lấy 10 trừ 6 bằng 4, 4 là trả 1. 2, 1, 3, 7 trừ cho 3 còn này là 4. Bên này là 44, bên này là 50. 44 bé hơn 50. Bài này 62 ta trừ cho 25. Bài này thì ngay chỗ này thì chúng ta có thể là nhận xét được nè. À, chúng ta thấy là bên này là có cộng 25, bên này có 25, bên này là trừ, bên này cũng là trừ. Ta thấy 62, bên này là 50 và 62 nó sẽ lớn hơn con 50, cho nên cái hiệu bên này nó sẽ lớn hơn cái hiệu bên này. Được. Còn không là chúng ta sẽ trừ. Được. Thời điểm như đây chắc chắn là bên này sẽ lớn hơn. Bây giờ chưa rành thì chúng ta chưa rành nhận xét thì chúng ta sẽ trừ. 2 trừ 5 được, tôi lấy 12 trừ 5 còn 7. 7 trừ 1, 2 1 3, 6 trừ 3 còn là 3. Bên này trừ nhau thì chúng ta sẽ được là 25. Đó, vậy là 37 lớn hơn 25. Bài này cũng vậy, chúng ta nhận xét này, chúng ta nhận xét, chúng ta thấy đây là có 16, đây có 16 mà đây là một cái dấu trừ, bên này cũng dấu trừ, giống như chen nhau. Nó khác nhau chỗ này là 51. Chỗ này là 44, như vậy con 51 lớn hơn con 44 cho nên bên này nó sẽ lớn hơn. Đó. Còn không thì chúng ta sẽ trừ ra. 1 ta trừ 6 không được, ta lấy 11 trừ 6 còn 5. 5 ta trả 1. 1 1 2 3 trừ cho 2 còn lại 5, ta trừ cho 2 còn 3. 4 trừ 6 không được, ta lấy 14 trừ 6 còn 8, 8 ta trả 1. Là 28, 35 lớn hơn 28. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 5. Tại mỗi ngã rẽ, bạn khỉ sẽ đi theo con đường ghi phép tính có kết quả nhỏ hơn, nhớ là nhỏ hơn nha. Khoan vào món ăn mà khỉ đến. Như vậy chúng ta sẽ đi tính hai cái phép tính này, chúng ta xem cái phép tính nào nhỏ hơn thì nó sẽ đi theo. 30 ta trừ cho 7 còn lại là 20, 23. 30 ta trừ cho 6. Như vậy chúng ta thấy là con số 30, đây là con số số 30 luôn, giống như chen nhau, đây là trừ 7, đây là 6. Như vậy ngay chỗ này thì kết quả là 24. Như vậy con khỉ nó sẽ đi theo số nhỏ hơn thì đi đây. Được, đi đây. Rồi tới đây. Tới đây thì chúng ta sẽ có là 32 ta trừ cho 15, 2 ta trừ 5 được, ta lấy 12 trừ 5 còn 7. 7 là trả 1, 1 1 2 3 trừ 2 còn là 17. Còn bên này, 40 ta trừ cho 15, 0 ta trừ 5 không được, ta lấy 10 trừ 5 còn 5, 5 là trả 1, nghĩa là 25. 25 đây 17, đây 25 đây 17. Thì đây nó vào đây. Được, giờ nó ăn chuối. Khỉ là thích thích chuối. Bài học này chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.